Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, clip tiếp theo của ngày hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2024. Tiếp tục, cô chủ shop cũng đã nhận được đơn của những vị khách hàng đã chốt những chiếc máy hút ẩm bên cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh thì đang có 3 chiếc máy bãi được cửa hàng đã vệ sinh sạch sẽ và trưng bày tại đây. Và bên cửa hàng còn một chiếc máy mới tinh được sản xuất năm 2023 và còn nguyên thùng hộp chưa qua sử dụng, thì vẫn còn ở bên cạnh chiếc đồng hồ 36-8 kia. Còn ngày hôm qua thì cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh cũng đã chào đón vị khách hàng có địa chỉ ở Bắc Giang chốt 2 chiếc. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng cũng lại nhận được 3 đơn của 3 vị khách hàng ở 3 tỉnh thành khác nhau chốt thêm 3 chiếc máy hút ẩm còn lại bên cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, và bên cửa hàng thì vẫn còn hàng để cung cấp cho quý vị và các bạn, chỉ là chưa vệ sinh kịp thôi. Thì đây là 3 chiếc máy đang có mặt tại đây. Thì khách hàng cũng đã quan tâm và chốt đơn rồi. Cô chủ shop sẽ đọc danh sách của những vị khách hàng đã chốt đơn. Và buổi trưa ngày hôm nay thì cô chủ shop sẽ gửi những chiếc máy đi đường xe khách, khách hàng sẽ nhận trong buổi chiều. Còn những vị khách hàng ở xa thì cô chủ shop sẽ gửi vào buổi chiều ngày hôm nay, bưu điện sẽ lấy hàng nhé. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh thì đang có những chiếc máy hút ẩm ở đây và đều là dung tích hút 22,5 lít trên một ngày và chạy điện 220V. Vâng, vị khách hàng đầu tiên là xin gửi cho anh Hiển Nguyễn có địa chỉ tại 62 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội ạ. Anh đã chốt và chuyển khoản hết số tiền của sản phẩm cho cô chủ shop rồi đây ạ. Và cửa hàng cũng đã test đầy nước cho anh ở đây nhé. Test đầy nước rồi, test qua đêm thì đầy nước rồi. Vị khách hàng tiếp theo xin gửi cho anh khách hàng có tên Zalo là Già Làng, Phố Mới, Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương, một chiếc cũng 22,5 lít. Anh cũng đã chuyển khoản đặt hàng với cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh rồi. Vâng, đầy nước đây nha các bác nhá. Đây là hai chiếc máy này là cô chủ shop chạy ở cái gian phòng này là từ tối hôm qua đấy ạ. Đầy từ sáng nay rồi. Vâng, vị khách hàng tiếp theo xin gửi cho anh Trọng. Anh có địa chỉ tại xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. Vâng, trong những ngày gần đây thì anh đều mua cho con cái này, người thân này những chiếc máy hút ẩm bên cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, và sản phẩm thì cô chủ shop vừa bấm máy thôi, nước cũng đã giỏ giọt ra đây rồi. Đấy. Đấy, đi xa thì cô chủ shop cũng không nên test nước, bởi vì test xong rồi đổ đi bên trong máy nó cũng vẫn còn nước chưa hết sạch được, nên là khi vận chuyển đi thì nước nó sẽ tràn lên trên. Vâng, sản phẩm thì tất cả những sản phẩm đều được test hoàn hảo và chạy rất là ok, thì cô chủ shop mới gửi hàng đi. Và với những vị khách hàng mà đã chốt bên cửa hàng thì các bác hãy yên tâm, bán hàng có chế độ bảo hành 2 tháng, còn thì lỗi thì cửa hàng sẽ đổi mới cho các bác để các bác có thể dùng được những mùa lùm ẩm như thế này. Và cửa hàng cũng gửi hàng rất là nhanh, thì khách hàng cũng đều nhận được hàng rất sớm để sử dụng cho mùa nồm ẩm cũng như là những ngày mưa gió như thế này. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.